Thì ngày hôm nay các bạn và mình sẽ nói về những cái gì, trao đổi về những cái gì. Các bạn thấy hình bên phải không? Đó là một trong những buổi đầu tiên mà mình bắt đầu mình đọc cuốn sách này lên. Khi đó thì mình đang ở Việt Nam và mình ngồi ở quán Coffee House và tình cờ thì mình gọi một ly matcha nóng. Và lúc đó thì mình đang đọc cuốn Hộ chiếu xanh luôn. Một trong những sở thích của mình là chụp hình, rất là đẹp là mình đã chụp lại hình tấm hình này. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về môi trường mà mình đang học tập là Đại học Thủ đô Tokyo. Thứ hai là mình sẽ, trong phần 1 thì mình sẽ nói về giới thiệu sơ qua về những ngành đào tạo, về vị trí, vị thế của trường Đại học Thủ đô Tokyo. Và mình xin giới thiệu luôn về cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Thủ đô Tokyo. Có bao nhiêu sinh viên, các anh chị ở đây thì học thì làm gì và chúng mình có những hoạt động nào. Tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái theo mình là đặc sắc, theo mình là những cái mà mọi người có thể chưa nắm rõ hết, chưa biết hết về Nhật Bản, với một cái sự văn hóa rất là đa dạng và nhiều nhiều một cả nhiều thứ rất là đặc biệt của Nhật Bản vậy. Phần thứ ba thì các bạn có thể là những đang người đang học ở cấp 3, có thể là đang học đại học, có thể đã đi làm rồi và các bạn muốn tới Nhật thì các bạn nên làm gì bây giờ. Và tiếp theo thì là kinh nghiệm bản thân. Và cuối cùng đó là các bạn sẽ cùng nhau hỏi và trả lời với mình. Trước hết thì mình xin được giới thiệu qua về mình. Tên đầy đủ của mình là Hàn Văn Cường. Họ Hàn của mình thì chắc một số bạn sẽ thấy ít gặp. Và nhiều lần khi mà ở Việt Nam mình đi, chẳng hạn mình đi tới những cái nơi mà cần phải ghi tên và mình đọc cho họ ghi thì thường thường họ sẽ ghi thành họ Hoàng hoặc là họ Hà. Và có một lần thì có một bạn y tá đã hỏi mình: ủa bạn đến từ dân tộc hả? Mình bảo không, mình người Kinh. Và nó nói tiếp: họ này giống người dân tộc Mèo. Và sau đó thì tối hôm đó thì mình đã phải Google xem dân tộc Mèo ở đâu, có sự liên quan gì giữa họ Hàn với lại dân tộc Mèo không. Mình được sinh ra ở Thanh Hóa, nhưng mà tới khi mình học lớp 9 thì cái gia đình mình chuyển vào trong Vũng Tàu. Vũng Tàu thì nằm ở phía đông của Sài Gòn và cách Sài Gòn 120 km, nếu bạn đi xe khách thì mất khoảng 2 tiếng. Và rất là nhiều bạn trẻ thì cuối tuần thường hay chạy xe máy xuống Vũng Tàu để đổi gió hoặc và chụp hình tắm biển. Mình sau khi mà kết thúc cấp 3 ở dưới Vũng Tàu thì mình thi vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra thì đây là đã có lúc mình đã viết đơn bảo lưu trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà mình không nộp. Tại sao? Và thật ra thì hồi đó mình học ban A, mình học điểm nhất là môn toán và lý. Tuy nhiên thì lúc thi đại học thì mình đã thi hai khối, là thi khối A toán lý hóa và thi khối D là toán văn Anh. Tiếng Anh là một môn rất thích. Và khối D thì mình thi trường Đại học An ninh Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành cảnh sát an ninh điều tra. Và các bạn biết rồi đấy, thì thường những trường Đại học An ninh thì khi báo kết quả đại học mình trễ hơn so với kỳ dân sự khoảng 1 tháng. Thì khi đó mình đã nhập học của trường Đại học Bách Khoa rồi thì lúc sau thì kết quả của trường Đại học An ninh thì mới báo về. Và lúc đó thì cũng do một số điều kiện về gia đình rồi điều kiện về, thì các bạn biết những trường An ninh thì sẽ được, các bạn đi học thì sẽ được tài trợ về học phí ăn ở và các bạn sẽ không phải chi phí cho việc học đại học của mình. Thì đó cũng là một trong những nguyên nhân. Thì lúc đó thì nhà mình đã cân nhắc là nên học tiếp Bách Khoa hay là quay về và học đại học an ninh. Thì đó thực sự là một khoảng thời gian mà gia đình mình đã tranh luận rất là gay gắt. Gia đình mình có 5 người, có ba mẹ và anh trai và chị gái và mình. Thì ba mình và chị gái thì lại luôn ủng hộ mình theo học Bách Khoa, còn mẹ và anh trai thì lại ủng hộ mình theo học đại học an ninh bởi vì ông ngoại là trung tá. Nhưng mà sau rất là nhiều tranh luận như vậy thì cuối cùng của gia đình mình và mình đã là tiếp học Bách Khoa. Và mình học Bách Khoa thì mình học chuyên ngành cơ kỹ thuật, khoa khoa học ứng dụng. Đây là một chuyên ngành cũng hơi mới ở Việt Nam mình. Nó giống như là định nghĩa lại về cái cách tính toán và mô phỏng và quy trình sản xuất trong cơ khí truyền thống. Tức là khi mà trong cơ khí truyền thống ấy, thì chúng ta muốn chế tạo một sản phẩm thương mại thì trong quá trình đấy chúng ta phải chế tạo rất là nhiều mẫu thử. Ví dụ bạn muốn chế tạo một chiếc xe ô tô đi, bạn phải làm rất là nhiều mẫu thử về để, thứ nhất là ví dụ như là bạn muốn test, muốn kiểm tra về va đập thì bạn phải cho hai cái xe đó vào lao vào nhau hoặc là
cho xe nó lao vào tường, và cứ cứ mỗi một cái quá trình như vậy thì gần như là bạn phải tiêu tốn một mẫu thử, và nó là một vòng lặp và nó chi phí rất là nhiều về tiền và thời gian. Nhưng mà sau khi ngành cơ học tính toán ra đời thì thay vì chúng ta phải chế tạo mẫu thử thật như vậy thì chúng ta xây dựng những mô hình đồ họa trong máy tính, và chúng ta làm những phòng thí nghiệm ảo, những cái bài test, những bài kiểm tra trong máy tính, và đó là ngành cơ kỹ thuật. Và nó giúp tiết kiệm được chi phí và giúp tiết kiệm được thời gian, và từ đó họ đẩy nhanh cái vòng lặp, đẩy nhanh cái vòng đời sản phẩm hơn. Đó là lý do tại sao mà ngày nay thì các chu kỳ sản phẩm mới ra đời rất là nhiều, hàng năm hoặc thậm chí là một năm đầu năm và cuối năm thì đã là một sản phẩm mới update lên rồi. Thì sau khi mình học đại học Bách Khoa thì hồi năm tư thì mình đã bắt đầu thực tập. Mình thực tập cho một công ty mà mình cũng khá là mơ ước hồi bé, đó là công ty Bosch của Đức. Công ty Bosch của Đức thì họ set up văn phòng về nghiên cứu phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh, và mình đã thực tập ở đây 1 năm từ khi là sinh viên cuối năm ba đầu năm tư. Và sau đó thì khi chưa tốt nghiệp thì mình đã được nhận là nhân viên chính thức, làm kỹ sư chính thức ở đây. Và mình làm ở đó là từ tháng 11/2013 cho đến tháng 8/2015. Và tại sao là tháng 8/2015? Bởi vì tháng 9/2015 là mình qua Nhật để mình bắt đầu học học kỳ mùa thu từ tháng 10/2015. Như vậy là mình đã làm ở công ty Bosch được khoảng 1 năm 9 tháng. Tự thì mình được học rất là nhiều thứ ở đây. Mình làm việc trong một môi trường của một tập đoàn Đức, đa quốc gia. Các người làm chung dự án với mình thì là người Việt, người Đức, Ấn Độ và đôi khi là người Nhật. Và con nếu như bạn làm trong môi trường công nghiệp thì sẽ thấy có một vài nét tương đồng giữa công ty Đức và công ty Nhật. Chẳng hạn như tính kỷ luật, trình độ cao, nguyên tắc, đó là những thứ mà các bạn sẽ học được. Sau khi mình làm công ty Bosch xong thì mình đã trong quá trình đó thì mình cũng tìm học bổng, và từ tháng 17 tháng 9 2015 thì mình đã xách ba lô lên và đi, và mình đã qua Nhật. Đây là một điều rất đặc biệt. Các bạn hình dung nha, tức là có nhiều thứ trong cuộc sống này nó đến với chúng ta và những lúc chúng ta không ngờ nhất. Và người biết nắm bắt cơ hội là những người mà mình nghĩ là chuẩn bị tốt nhất. Mình biết tới học bổng mà mình đang bây giờ đang đang được nhận hàng tháng, nó rất tình cờ. Đó là khi đó thì mình vẫn ở trong ký túc xá của trường đại học Bách Khoa. Thì ký túc xá thì tới ngày mùng thường thường là khoảng mùng 8 âm lịch Tết thì mới mở cửa cho sinh viên nhập học lại. Nhưng mà thực sự thì mùng 5 mình đã phải đi làm lại rồi, và lúc đó thì mình ở ngoài nhà, ở nhà anh trai của mình ở ngoài Thủ Đức. Thủ Đức là một quận ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, và đi vào trong trung tâm thì hàng ngày thì mấy ngày đó thì mình dùng xe bus mình đi làm. Thì 5:30 đi là làm xong rồi, và mình ngồi trên xe bus đi từ nhà từ công ty về nhà anh trai, thì mình rảnh rỗi thì mình lên mạng, mình lên Facebook thôi. Thì lúc đó mình tình cờ mình thấy có một người anh này là một người anh học Bách Khoa trước mình năm khóa rồi, cũng lâu lắm rồi, lâu rồi không liên lạc, nhưng mà anh ấy xem một cái link học bổng. Thì trong lúc rảnh ngồi trên xe bus không biết làm gì hết thì mình click vào, và sau đó mình đọc và mình thấy các hướng dẫn, cách apply rồi các nội quy của học bổng đó. Mình cảm thấy rất là hứng thú. Và tại sao đó là mới mùng mùng năm Tết thôi, thì tại sao năm mới không làm một cái gì đó mới cho bản thân mình? Và mình đã theo cái hướng dẫn học bổng đó và mình apply. Thì mình là một người rất thích đi du lịch, nhưng mà vì điều kiện học tập và điều kiện về tài chính thì mình chưa được đi được nhiều lắm. Mình mới tới Nhật Bản, ở Đài Loan, mình ở Philippines 1 tháng, và mình đi du lịch Thái Lan 1-2 ngày. Sở thích của mình là ngoài du lịch ra thì mình thích chụp hình. Chụp hình không đẹp nhưng mà chụp rất là nhiều hình, gần như ngày nào mình cũng phải chụp. Và mình rất là thích xem những cái trang về chụp hình, những trang diễn đàn về chụp ảnh, bởi vì người ta nói rằng nó giống như là khi mà mình xem những hình đẹp như vậy rồi thì mình giống như mình hấp thụ vậy. Và mình rất là dành thời gian để mình coi những cái trang đó, coi cách mà họ chụp hình đẹp. Ngoài ra thì mình cũng thích chơi cầu lông. Chơi cầu lông đó là một trong những môn mình nghĩ là thế mạnh của mình. Ok ha, và bắt đầu thì À, cường cường à cường cường hình như bạn Trang có muốn phát biểu gì đúng không bạn Trang này? ok Em nói tôi đi. sống em thấy sở thích của anh đấy rất là trùng hợp với cả của em ấy. Ok Nên nên em gần gù đấy đó. ok thế thì chắc là coi là Trang có thể hỏi anh Cường sau khi buổi
chia sẻ hôm nay kỹ thuật đánh cầu lông nha. Ngày xưa em có đi thi cầu lông ở trên tỉnh ấy, thi về Hoa hậu Kỳ Duyên đấy. Wow. Ok, thì bây giờ trường bắt đầu tiếp vào cái bục chính nha. Ok. Rồi, thì đầu tiên là trường đại học thủ đô Tokyo, tên tiếng Anh là Tokyo Metropolitan University. Đây là trường đại học công hay tư, thì mình xin khẳng định đây là trường đại học công. Và đây là trường đại học công duy nhất được lập bởi chính quyền thành phố Tokyo của Nhật Bản. Các bạn có thấy hình logo ở bên phải góc trên màn hình không? Có. Rồi, các bạn sẽ thấy bốn hình chữ nhật đúng không? Đúng rồi. Hai hình màu đen, hai hình màu xám. Chính xác. Tại sao lại như vậy? Thì thật ra thì vào năm 2000, cách đây khoảng 15 năm rồi, thì trường đại học thủ đô Tokyo nguyên bản chỉ là một hình chữ nhật trong bốn hình đấy thôi. Nhưng mà sau đó thì họ ghép bốn trường nhỏ lại với nhau và tạo thành một trường lớn như bây giờ. Và đó là nguyên nhân tại sao cái logo nó có bốn hình chữ nhật như vậy. Ok. Thế là mỗi hình chữ nhật như thế là đại diện cho một khoa, một... Không, một trường nhỏ của ngày xưa, một trường đại học nhỏ của ngày xưa. Bạn hình dung giống như ở ngoài Hà Nội hay trong Hồ Chí Minh nó có trường đại học quốc gia vậy. Thì trong trường đại học quốc gia thì có nhiều trường nhỏ vậy. Thì bây giờ đã gom mấy trường nhỏ lại được một trường đó. Thế những cái trường nhỏ nhỏ như thế là những cái trường gì? Ngoài cái trường... Trường nhỏ như vậy là ví dụ như là trường một trường cao đẳng về y tế, một trường đại học nhỏ về thiết kế đồ họa. Thì đó là những cái trường như vậy. Ok. Thì các bạn đã biết rằng Olympic 2020 thì sẽ được tổ chức ở Tokyo. Và trường đại học thủ đô Tokyo chính là một trong những thành viên của ban tổ chức trong kỳ Olympic này. Thì bạn thấy cái trên cái biểu tượng này, đây là một biểu tượng ngay trong mắt của trường, thì cái hình tòa tháp đó là cái tòa tháp ngay cổng chính của trường thôi, và nó là biểu tượng trên các logo, trên các hình đại diện của trường. Các bạn đã học tiếng Nhật không ha? Các bạn đã dành được cái câu này nói gì không? Có bạn nào ở trong khán giả, gọi là ở trong cái nhóm tham gia của mình thì có biết tiếng Nhật không? Không biết là... Chắc có lẽ là không biết, là không có người nào. Ok, không sao. Thì câu này đại ý rằng là hướng tới một kỳ Olympic và Paralympic 2020 Tokyo thành công. Vậy thì trường đại học thủ đô Tokyo xếp hạng bao nhiêu nhỉ? Thật ra thì có rất là nhiều trang web về xếp hạng các trường đại học. Tuy nhiên thì mình dùng một trang web mà được public ở trên trang web của trường. Thì trường đại học thủ đô Tokyo thì xếp hạng 9 trong khoảng 500 trường đại học ở Nhật quá. 500 trường đại học các bạn ở Nhật. Thì đây là bảng xếp hạng được đánh giá vào năm 2015-2016. Và theo mình nhớ không nhầm thì xếp hạng khoảng tầm 25-30 ở châu Á và xếp hạng 250 ở cục quốc tế. Nhưng các bạn có thể tìm hiểu có cụ thể về cái ví dụ như ngành cơ khí hay là chỉ có chung. Đây là một thông tin chung, tuy nhiên thì mình xin cung cấp cho một thông tin riêng nữa, đó là trường đại học thủ đô Tokyo thì mạnh nhất về hai ngành, là nhất là ngành hóa và thứ hai là ngành kiến trúc. Okay. Đặc biệt là trong trường có một giáo sư về ngành hóa đang là ứng cử viên của giải Nobel. Hóa và kiến trúc hóa. Okay. Giáo sư này nghiên cứu về vàng, về nguyên tử vàng và đang là một ứng cử viên của giải Nobel. Wow, ok. Các bạn thấy hình bên phải không ạ? Đó là cổng của trường. Ngay sau cái bảng tên của trường là chính là cái tòa tháp và cái hình bên trái đó bạn. Tòa tháp cao cao. Okay. Và ở bên này thì mình rất là ấn tượng với các cổng trường đại học. Nó rất là đơn giản vậy. Nó chỉ là một tấm bảng nhỏ chút ghi tên bình thường thôi, chứ ở Việt Nam mình thực sự thì mình rất là hãnh diện với những cổng trường rất là đặc sắc, thể hiện cái nét riêng của trường đó. Ví dụ Bách Khoa Hồ Chí Minh mình là đằng trước cổng trường là một hình cây vít, rồi mình nhớ là Bách Khoa Hà Nội là một cái cổng parabol. Bên này thì mình đi rất nhiều trường đại học rồi thì thấy đơn giản lắm. Chứ là lúc mà mình bước qua cái cổng này chắc là cũng không nghĩ rằng đây là một cái cổng của... chính xác. Cổng của một trường đại học. Và dường như các trường đại học ở bên này thì không có chuyện đóng cửa. Không bao giờ cái cổng này nó có bốn cái cửa nhỏ và không bao giờ bốn cửa này cùng đóng hết. Chỉ có buổi tối thì hai cổng lớn ở giữa đóng mà, nhưng mà hai cổng ở bên cạnh luôn luôn mở, bởi vì những trường đại học ở bên Nhật gần như là 24 giờ đều có người ở lại trường làm việc hay làm gì đó.
Và có thể vào, và họ cũng không kiểm tra, không kiểm tra là phải vào trường là phải có thẻ hay là sao hết. Ở trong trường mình nhiều khi mình hình dung đúng là một cái công viên thì đúng hơn, bởi vì cái chiều chiều hoặc cuối tuần mình thấy những người già đi chạy bộ hoặc đi dạo trong trường. Rồi là có những gia đình thì đẩy xe dẫn con nhỏ vào đi dạo bóng cảnh đấy thôi. Và đó là một cái nét rất là hay. Sinh viên các trường khác học lén không nhỉ? Bên này học lén họ rất là welcome nữa lần khác. Nếu như ai đó mà chịu khó tới trường này và học thì ok thôi, cứ vào thôi. Và cái ở bên trước cổng trường này là con đường hai bên là hoa anh đào, và bây giờ thì bắt đầu hoa anh đào nở nụ rồi, thì chắc khoảng đến cuối tháng này đầu tháng sau thì bắt đầu hoa anh đào sẽ nở rất là đẹp. Và đây là hình vào mùa đông, hình tháng 11 năm ngoái. Thì bình thường các bạn biết không, tuyết thì chả rơi vào mùa đông thôi đúng không, có bao giờ tuyết rơi vào mùa thu chưa? Và đây là một hiện tượng xảy ra rất là kỳ lạ, và giống như là mình nhớ không nhầm thì như khoảng 50 năm mới có một lần. Và tháng 11 năm ngoái thì tuyết đã rơi vào mùa thu. Wow. Tuyết đã rơi vào mùa thu và nó có một hiện tượng gọi là lá đỏ trong tuyết. Bởi vì mùa thu là lá đỏ đúng không? Thì tuyết rơi vào mùa thu và nó giống như là bạn bỏ một chiếc lá đỏ vào một cốc nước và bỏ vào trong tủ lạnh vậy. Thì nó sẽ tạo ra một hình rất là đẹp. Và nhiều người khách du lịch rất là bất ngờ, và các bạn Nhật cũng chụp hình rất là nhiều. Và đây là mình chụp hình, đây là mình chụp hình trước trung tâm quốc tế. Trung tâm quốc tế của trường thì có nhiệm vụ là hỗ trợ các bạn học sinh rồi liên kết tác với các trường đại học bên ngoài. Và đây là hôm đó là mình có thường thường hàng tuần mình có hẹn đi học tiếng Nhật với một cô người Nhật, cô rất là đã về hưu rồi nhưng mà cô tình nguyện đi dạy cho những bạn quốc tế muốn học tiếng Nhật. Nhưng mà hôm đó bởi vì trời tuyết rơi quá nên là cô không đi xe từ nhà cô tới trường được, mà đã nhắn tin đó là hủy bị học. Và sau đó thì mình đi dạo quanh trường, một tay cầm máy chụp hình, một tay cầm cái được sớm một sông ảo. Thì trường Đại học Thủ đô Tokyo nằm một vị trí ở ngoại ô của thành phố, và thường thường thì các trường đại học lớn bên này là vậy, ký túc xá hoặc là những cơ sở thì đều có nằm ở ngoại ô thành phố, bởi vì những trường đại học rất là rộng lớn và không thể đặt trong trung tâm được. Thì trường đại học Thủ đô Tokyo thì có 3 cơ sở chính. Thì cơ sở thứ nhất là Minami Oshawa Campus, thứ hai là Hino, và thứ ba là Arakawa. Thì cái hình hồi nãy mà mình đã giới thiệu với các bạn đó chính là cơ sở Minami Oshawa. Đây chính là cơ sở chính của trường, và đây cũng chính là cơ sở mình học tập. Thì tại sao là họ lại chia ra các cơ sở như vậy? Tùy vào đặc thù của mỗi ngành nghề, mỗi ngành học thì họ sẽ chia ra. Ví dụ như là cơ sở Minami Oshawa là chuyên về ngành kỹ thuật rồi thương mại, Hino Campus thì chuyên về những ngành về thiết kế, và cơ sở cuối cùng là Arakawa Campus là chuyên về y, ví dụ như là điều dưỡng rồi là chuẩn đoán hình ảnh X quang trong y tế. Và thực sự thì hồi xưa mình học ở Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, mình đã thấy trường mình rộng rồi, đi bộ từ cổng trường tới tòa nhà đã thấy mệt rồi, nhưng mà sang bên đây thì cái trường của mình nó còn rộng hơn, nó nằm nguyên trên một quả đồi, và chuyện đi từ cổng chính tới phòng thí nghiệm thôi, nó giống như là nhiều hôm mình không cần phải tập thể dục nữa bởi vì mình đã đi bộ rồi. Không biết là ở trong khuôn viên trường có xe buýt không? Chỉ có xe buýt đi giữa các campus với nhau thôi. Bởi vì và ở bên này thì các bạn dùng xe đạp rất là nhiều. Vì hiện nay ví dụ đi từ giữa tòa nhà này sang tòa nhà khác thì dùng xe đạp đạp qua đạp lại. Hiện nay bây giờ ở trường kỹ thuật của Singapore đã thử nghiệm cái xe không người lái. Hay quá ha. Ở đây thì mình đây là trên trong web của trường, và rất là nhiều thông tin bổ ích có trên này. Thì các bạn có thể sau này chắc là mình sẽ share cái slide này, sau đó thì các bạn có thể thấy cái đây là cái tên trong web của trường là tmu.ac.japan đó. Thì trong trang web này thì sẽ có tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn. Ở bên này thì các bạn sẽ thấy là thường thường sẽ có tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung. Đó là những ngôn ngữ mà có mức độ phổ biến ở Nhật. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất là kỹ về những ngành học, những ngành đào tạo. Thì sau đây thì mình sẽ được vào cái trang web hồi nãy. Trên trang web của trường thì các bạn sẽ thấy bây giờ đang dạy tiếng Nhật thì sẽ có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn. Thì các bạn cứ chọn tiếng Anh thôi.
Đây, đây là thông tin mà hồi nãy mình có share với các bạn, tức là trường sẽ bạn thứ 9 này nhỉ. Rồi, các bạn muốn biết về những thông tin về đào tạo hay là trường có những ngành nghề nào thì các bạn vào mục này là về trường. Rồi sau đó thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về tổ chức của trường như thế nào. Trong tổ chức của trường thì sẽ được chia ra là các khoa đại, các khoa này là dành cho những chương trình đại học và văn phòng sau đại học. Thì các bạn có thể thấy là trong trường đào tạo mình nghĩ là chỉ không có ngành sư phạm, không có ngành sư phạm, không có ngành sư phạm để không có về ngành văn, về nghệ thuật thôi. Còn về về xã hội này, xã hội có này, luật có này, rồi thương mại có này, về rất là mạnh về kỹ thuật này, có toán, lý, khoa hóa, sinh học này, điện, cơ khí này, rồi có về xây dựng này, có về môi trường này, có về kiến trúc này, có về học du lịch, có về hàng nghiên cứu về hàng không này, có về mỹ thuật công nghiệp, về chuyên ngành y thì có về điều dưỡng, có về chuẩn đoán và vật lý trị liệu này. Đó, thì đây là những ngành học của trường. Ngoài ra thì ngoài những chuyên môn, những bộ phận về chuyên môn thì trường sẽ có những văn phòng khoa, rồi văn phòng hỗ trợ sinh viên, này giống như là phòng đào tạo, rồi phòng đào tạo ban giám hiệu. Và đặc biệt thì một điều mình cảm thấy rất là ghen tị với các bạn Nhật và cảm thấy Việt Nam mình nếu mà làm được chuyện này thì rất là tuyệt vời, đó là các trường đại học ở Nhật thì họ gần như là họ làm mọi cách để hỗ trợ cho sinh viên, để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên của họ học tập và làm việc. Các bạn, mình không có ý kiến gì hết, nhưng mà ví dụ tại vì mình đã từng ở Bách Khoa rồi, và nhiều khi mình đến phòng văn phòng mình phải làm việc với một số thầy cô, thì nhiều khi thái độ của một số thầy cô về cơ bản thì ok, tuy nhiên có một vài trường hợp thì họ không nhiệt tình lắm. Nhưng mà ở bên Nhật này thì khi mình tới thư viện hay tới văn phòng khoa thì mình cảm giác mình rất là được chăm sóc và chào đón và hỗ trợ rất là nhiệt tình vậy. Nhiều khi mình gặp vấn đề về ngôn ngữ khi trao đổi với họ thì họ rất là tận tình luôn. Và mình, những cái đó một phần là trách nhiệm của họ, bởi vì người Nhật họ quan niệm rằng trách nhiệm của họ là cuộc sống của họ luôn, thì họ làm việc rất nhiệt tình. Tuy nhiên thì nó cũng thể hiện rằng cái sự quan tâm của họ đối với sinh viên. Ngoài ra thì về vậy trường có bao nhiêu sinh viên, đây cũng là một con số rất là hay. Về quy mô thì mình thấy trường quy mô không quá nhiều sinh viên. Màn hình của Cử đang chia sẻ đúng không? Hay bởi vì hồi nãy giờ mình chỉ có thấy một cái slide. Ồ vậy hả? Cái slide thứ nhất thôi. Cái slide thứ nhất là Tokyo. Mình đang chia sẻ về cái trang web của trường. Ok. Chứ không. Vậy làm sao được nhỉ? Tức là cái slide vẫn đang ở PowerPoint á. À, không, mình phát slide, mình phát trình chiếu hết rồi. Thì vậy thì chắc có lẽ là Cương phải click ở trên share screen một lần nữa và chọn một cái. À, rồi ok được rồi. Mình hiểu rồi. Rồi ok, các bạn thấy chưa? Bây giờ được rồi. À, rồi ok. Thì đây là trên trang web của trường. Đây là trên trang web của trường. Thì các bạn muốn biết thông, đây là địa chỉ của trường, và các bạn muốn biết thông tin về bao nhiêu ngành học rồi sinh viên như thế nào thì các bạn có thể kích click vào mục này, About TMU, thì trong này nó sẽ có thông điệp của hiệu trưởng, có quy định của trường, có ý nghĩa của biểu tượng của trường, có giới thiệu video giới thiệu về trường, cái này trên YouTube cũng có, rồi tổ chức của trường, bao nhiêu sinh viên nhập học, các phòng khoa sau đại học. Và đây là họ cũng một phần công khai về cái tài chính, cái kiểu như là ngân sách của trường thế nào. Thì mình đang nói về mục này, tức là về số lượng mà sinh viên nhập học. Thì trong trường có đào tạo đại học và sau đại học. Và đây cái mục mà mình muốn giới thiệu với các bạn nhất, đấy là sinh viên quốc tế. Thì sinh viên quốc tế tổng tính đến năm tháng 1, tháng 5 năm 2014 là 414 người. Và với tổng của trường thì bao nhiêu? Thì mình cảm giác là tỷ lệ sinh viên quốc tế ở trường TMU thì không quá cao, thì khoảng 8-10% thôi. Tuy nhiên thì một điều đặc biệt đấy là sinh viên quốc tế ở trường TMU thì thường thường không học đại học mà thường học sau đại học.
các bạn sinh viên có thể thấy phần lớn các bạn sinh viên quốc tế ở trường đại học thủ đô Tokyo thì là học thạc sĩ, học tiến sĩ, hoặc là nghiên cứu sinh, hoặc là làm postdoc. Rồi, okay. Mình sẽ quay lại về PowerPoint của mình. Sau đây thì mình xin được giới thiệu qua về Hội Sinh viên Việt Nam tại trường Tokyo. Thì đây là group trên Facebook, và đây là các bạn tìm kiếm với cái keyword này thì các bạn sẽ thấy được group của trường và public. Đây là cổng trường, biểu tượng của trường. Đây là hình ảnh của một buổi offline của các bạn ở đây. Thì tính đến hiện thời điểm hiện tại thì có 16 sinh viên Việt Nam, 16 sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường đại học của Tokyo Nhật Bản. Thì tiến sĩ là 12 người và thạc sĩ là 4 người. Thạc sĩ 4 người này thì đang có mình trong số 4 người đó. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng là ở trường đại học Tokyo Nhật Bản thì sinh viên Việt Nam đều học sau đại học hết. Và đây là một cái điều không, số lượng sinh viên Việt Nam không quá nhiều, nhưng mà mình nghĩ chất lượng thì không quá tệ, tức là ở một cái mức độ rất là ok. Và phần lớn các anh chị tới đây á, thì đều đến từ các quỹ học bổng. Và đầu tiên là quỹ học bổng về phát triển nguồn nhân lực châu Á. Thì đây là một quỹ được khởi nguồn bởi chính quyền thành phố Tokyo. Họ liên kết với các thủ đô của các quốc gia, của những cái nước ở châu Á, rồi châu Âu, châu Mỹ, nói chung là gần như là cái nước lớn hết. Và họ có một cái quỹ, và cái quỹ này họ muốn lựa chọn, họ muốn xây dựng một cái đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các cái sự phát triển của những thành phố này. Và sau một thời gian thì họ quyết định đổi tên là thành quỹ phát triển nguồn nhân lực thành phố Tokyo. Sorry, mình có gọi nhầm chữ này. Thì bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa tức là các thành phố gần như là đều đóng góp một khoản tiền để xây dựng cái quỹ học bổng này lên. Nhưng mà sau một thời gian thì chính quyền thành phố Tokyo gần như họ có ngân sách quá lớn, và họ gần như trở thành một cái người đóng góp chính cho cái quỹ này, nên là họ đổi tên thành quỹ phát triển nguồn nhân lực Tokyo. Thì mục đích cũng giữ như ban đầu là để lựa chọn và đào tạo những người xuất sắc để phục vụ cho sự phát triển của thành phố Tokyo và các thành phố vệ tinh của các nước bạn. Thì ngoài ra thì đều đến từ học bổng MEX. Học bổng MEX này, nếu như những bạn nào đang tìm hiểu về cơ hội tới Nhật thì gần như các bạn sẽ đều nghe qua học bổng MEX. Học bổng MEX này là của Bộ Giáo dục Nhật Bản. Và có hai con đường: một là các bạn sẽ thi ở Việt Nam, hai là các bạn sẽ nhận được một cái, bạn sẽ làm quen và liên hệ với một giáo sư ở Nhật, và từ đó thì họ sẽ đồng ý, tức là, nhưng mà sau đó thì bạn vẫn phải làm một số thủ tục khác. Thì ngoài ra thì ngoài học bổng về các quỹ như vậy thì còn một học bổng khác, học bổng là học bổng từ tập đoàn. Các học bổng từ tập đoàn này thì về tiền học bổng ấy thì lớn hơn so với các học bổng kia rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có hai mặt: học bổng lớn hơn, tuy nhiên thì số lượng ít hơn và tỷ lệ cạnh tranh cũng sẽ cao hơn. Vậy thì Hội Sinh viên Việt Nam tại trường, mình gọi tắt là trường TMO đi, thì chúng mình làm những gì? Việc đầu tiên và quan trọng nhất đối với những sinh viên TMO đó chính là học tập, đều học sau đại học. Học sau đại học thì khác hoàn toàn so với học đại học. Ở Việt Nam thì nhiều khi các bạn không thấy rõ được sự khác biệt giữa học thạc sĩ và học đại học đâu. Nhưng ở Nhật nó gần như là hai cuộc sống khác nhau. Khi các bạn học đại học thì các bạn gần như là có tiết học thì các bạn lên trường, rồi sau đó các bạn có thể lại thư viện đi ăn uống gì đó rồi các bạn về. Tuy nhiên thì học thạc sĩ và học sau đại học ở Nhật ấy, thì các bạn sẽ được đầu quân, tức là bạn sẽ trở thành một nghiên cứu viên của một phòng thí nghiệm nào đấy trực thuộc một giáo sư nào đó. Như vậy là sau những giờ học chính ra thì các bạn sẽ có một chỗ làm việc luôn, các bạn sẽ có chỗ ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm đó. Và các bạn, ví dụ như buổi sáng các bạn học buổi sáng xong thì buổi chiều các bạn sẽ phải ngồi lại phòng thí nghiệm đó để làm thí nghiệm, để viết báo, để làm nghiên cứu. Và đó gần như là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Và cái thành quả cuối cùng đều của một con người sau học thạc sĩ hoặc tiến sĩ đó là đều bị tốt nghiệp và bảo vệ. Thì các bạn thấy trong hình, đây là hình những buổi lễ bảo vệ đội băng tiến sĩ.
khi các bạn học xong đại học ấy, thì mình sẽ được chia sẻ một chút. Giống đến như đại học thì các bạn sẽ chỉ gần như chỉ có một hoặc hai buổi bảo vệ thôi. Tuy nhiên thì sau đại học thì sẽ có rất là nhiều buổi bảo vệ. Tuy nhiên ấy, những cái buổi chỉ có buổi bảo vệ cuối cùng hoặc là buổi bảo vệ công khai ấy, thì người ngoài mới được tham dự. Thì đây là vòng bảo vệ công khai cuối cùng. Và trước đó thì các anh chị đã phải trải qua vòng bảo vệ nội bộ, vòng bảo vệ phản biện 1, vòng bảo vệ phản biện 2. Và giống như mình chảy ra dốc thịt rồi. Và đây là vòng bảo vệ cuối cùng. Thì trong vòng bảo vệ này thì trước vòng bảo vệ thì đều chia sẻ thông tin cho các sinh viên của trường và sinh viên Việt Nam tại đây. Thì sau đó thì tụi mình sẽ tham dự những buổi bảo vệ này để tiếp sức và để động viên, để chúc cho các anh bảo vệ tốt, thuận lợi hơn. Và sau bảo vệ thì chúng mình có thường thường sẽ có những buổi tiệc liên hoan nhỏ và mọi người sẽ ăn uống, nói chuyện, chụp hình với nhau. Đây là một hoạt động rất là đặc biệt và trước mỗi học kỳ thì gần như đều có. Đây là hai tiến sĩ của năm ngoái. Và ở bên này ấy, một điều mình thấy rất là khác, tức là ở Việt Nam khi mà bảo vệ tiến sĩ ấy, thì bạn sẽ có một hội đồng, sẽ có trên bàn của hội đồng sẽ có bình hoa, sẽ có nước và các thầy sẽ ngồi hỏi. Nhưng mà ở bên này thì rất là thoải mái, một cái khán phòng rộng với các thầy rồi sinh viên rồi người lạ rồi các công ty, bạn có thể ngồi bất kỳ đâu trong phòng này và bình đẳng như nhau và bạn có quyền đặt câu hỏi. Bạn chỉ giơ tay lên và đặt câu hỏi và rất là cởi mở. Chứ không cởi mở như vậy đôi khi để học thuật thì mới sáng tạo được, mới trả lời thoải mái được. Chứ nhiều khi mình thấy nếu mà phong mồ nghiêm túc quá thì thêm áp lực. Ngoài việc học tập ra thì một hoạt động vui chơi và ăn chơi không thể thiếu được. Trong hình thì đây là hồi hè năm ngoái. Đây là hình Noel thì phải, Noel năm ngoái, và đây là hình hồi đầu học kỳ này, và đây là hình hồi Tết vừa rồi. Thì trước mỗi học kỳ, rồi trước mỗi dịp như là Noel, rồi Tết dương lịch, Tết âm lịch, hoặc là tiễn một anh chị nào đó về lại nước thì đều liên hoan hết. Có thể là sẽ ra ngoài công viên rồi mỗi người làm một hai món rồi mang tới góp chung với nhau, hoặc có thể tới nhà một anh chị nào đó và cùng làm đồ ăn. Và mình rất là thích những hoạt động này bởi vì ở những dịp này ấy, các anh chị đều cố gắng và mọi người đều cố gắng làm những đồ ăn theo kiểu Việt Nam. Và đây là dịp mà mình ăn rất là nhiều, mình thèm đồ ăn Việt Nam. Ngoài ra thì ở trong trường thì sẽ có rất là nhiều hoạt động về giao lưu văn hóa, tức là những ngày hội văn hóa này thì mỗi sinh viên ở mỗi quốc gia thì sẽ làm một gian hàng. Và trong gian hàng đó thì các bạn sẽ giới thiệu về ẩm thực hoặc là giới thiệu về văn hóa của đất nước mình. Thì đây là ngày hội văn hóa, thì đây là gian hàng Việt Nam. Đây là làng gỏi cốn. Làng gỏi cốn và làm bánh của Việt Nam. Thì gian hàng của tụi mình được đánh giá rất là cao bởi vì đây là một bản đồ rất là lớn, bản đồ khổ A0. Tuy nhiên thì được vẽ bằng tay. Đây là một bạn Nhật. Trong hình trắng đen bên này là một bạn Nhật và một bạn Việt Nam. Bạn Việt Nam này học chuyên ngành về kiểu như là mỹ thuật công nghiệp, vì thế bản vẽ rất là đẹp và vẽ bằng tay một bản đồ Việt Nam và giới thiệu cho trên bản đồ này thì mình dán những tấm hình chỉ ra những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam để giới thiệu cho các bạn Nhật và các bạn nước ngoài biết là Việt Nam, đi tới Việt Nam thì nên đi tới đâu và giới thiệu về ẩm thực. Ngoài ra thì ở trong trường thì sẽ có những buổi gặp thường niên, tức là mỗi một kỳ học bổng á thì họ sẽ có những buổi gặp thường niên một năm một lần, hoặc là những buổi về giao lưu học thuật. Thì tại những buổi này thì tất cả những sinh viên nhận học bổng của quỹ học bổng đó sẽ tới một khán phòng lớn, nghe phát biểu của đại diện quỹ học bổng, giao lưu, chia sẻ và sau đó thì liên hoan. Đây là gặp mặt của quỹ học bổng nguồn nhân lực Tokyo vào tháng 11 năm ngoái. Các bạn có thể thấy ở hình bên phải này, tức là đây là mình có giới thiệu, mình có làm một cái poster, mình giới thiệu về cái đề tài nghiên cứu của mình cho những người đại diện quỹ học bổng họ tham dự, hoặc là những bạn sinh viên khác muốn tìm hiểu về họ biết là Cường đang làm cái gì, nghiên cứu cái gì. Đây là mình chụp hình chung với lại sinh viên các nước. Rồi, phần tiếp theo là Nhật Bản có điều kỳ diệu. Vậy thì mình xin được giải thích là tại sao mình gọi buổi nói chuyện của mình hôm nay là Nhật Bản có điều kỳ diệu. Đây là tên của một cuốn sách
nằm trong tủ sách du học của nhà xuất bản Hoa Học Trò. Cuốn sách này có tên là Nhật Bản, nó có nhiều tập lắm. Mỗi một tập thì giới thiệu về một nước. Đây là cuốn đầu tiên mình đọc trong cái bộ sách này. Khi đó là mình cũng có quyết định, có giấy chứng nhận là đạt học bổng rồi. Và mình đang chuẩn bị con đường tới Nhật thì mình đọc cuốn sách này. Và nó giống như là một cuốn sách giới thiệu về văn hóa và những giới thiệu tổng quan về văn hóa Nhật Bản vậy. Và đây là một hành trang rất là bổ ích. Và mình sau thời gian thì mình đã sưu tập đủ. Tức là mình ngoài cuốn về Nhật Bản có điều kỳ diệu thì mình có cuốn Hàn Quốc, mình có cuốn Mỹ, mình có cuốn Úc. Và nếu như các bạn nào muốn tìm hiểu thì mình gợi ý các bạn nên tìm mua bộ sách này. Rất là bổ ích. Rồi, Nhật Bản có điều kỳ diệu. Nhật Bản thì có rất nhiều nét văn hóa. Và hôm nay thì mình sẽ được lựa chọn và giới thiệu những cái gì mình cho rằng là đặc sắc nhất cho các bạn. Thì đầu tiên là về ẩm thực. Các bạn thấy trong hình không? Là một tô mì ramen. Người ta nói á, khi bạn quay tròn một tô mì ở Nhật thì bạn sẽ hiểu về nước Nhật. Là tại sao? Bởi vì trong một tô mì của Nhật nó có rất là nhiều thứ và nó đại diện cho văn hóa của họ. Ví dụ như bạn thấy trong một tô mì ramen này không? Các bạn thấy rong biển này, các bạn thấy có nước súp này, các bạn thấy có một cái muỗng sứ này. Giống ở Việt Nam mình ăn phở thì phải có muỗng và phải có thìa và đũa đúng không? Ở bên này ấy, dường như là chỉ có một thứ thôi, một là đũa hay là muỗng thôi, thìa thôi. Và ăn ấy là mình ở Việt Nam mình ăn là phải tạo ra, tức là không được ồn nào, nhưng ở bên này không. Những cái tô như ramen, soba, udon ấy, mình ăn ấy, mình húp và tạo những tiếng sột soạt càng to thì càng thể hiện rằng là mình cái món rất là ngon và mình đang khen người nấu. Díu chưa? Và nhiều việc lắm. Và ẩm thực của Nhật thì rất đa dạng, từ mì udon, soba, ramen tới sushi tới các món nướng. Và hình như bên phải của mình là hồi tháng 2 mình đi đảo, đi Hokkaido miền Bắc của nước Nhật, và mình đi tới một chợ cá và mình chọn cá và sau đó thì họ nướng lên và một con cá cực kỳ khổng lồ, và nhưng mà mình không hiểu sao lúc đó mình có thể ăn hết được. Mình chắc chắn các bạn đây đều rất thích truyện tranh, và đó là một thứ mà nổi tiếng trên toàn thế giới của nước Nhật. Đây là bộ phim mà các bạn đều biết tên của bạn là gì. Đây là hình Conan. Đây là những thứ rất đơn giản thôi, nhưng mình xin chia sẻ với các bạn, đó chính là cội nguồn mà mình xây dựng cái ước mơ của mình muốn tới Nhật. Khi mình còn rất là nhỏ xíu thôi, chắc tầm khoảng lớp 3, lớp 4 thôi, thì khi đó anh của mình đi chơi về và mang về những cuốn truyện tranh, cuốn Conan, rồi cuốn Dấu Ấn Rồng Thiên, hay là những cuốn truyện tranh như vậy. Những cuốn hồi đó, mình nói chính xác, những cuốn truyện hồi đó nó bị mất bìa hết rồi, bởi vì giống như là quá cũ rồi. Tuy nhiên thì mình đọc về những cuốn truyện tranh đó, các bạn đọc cuốn truyện tranh về Conan chẳng hạn, thực sự những cái điều mà cuốn Conan nói tới đều rất là thật. Ví dụ như họ nhắc tới tháp Tokyo, họ nhắc tới cảng Yokohama, thì đó là những điều rất là thật, và họ vẽ cũng rất là chân thật nữa. Khi mà đọc những cuốn truyện tranh đó thì nó xây dựng cho mình cái, đó là những cái nhúng lửa đầu tiên về nước Nhật. Mình biết về nước Nhật qua những bộ truyện tranh như vậy. Và ở bên này thì thực sự là một xứ sở thần tiên cho những bạn mà cùng truyện tranh. Bởi vì các bạn có thể vào những cửa hàng mà mình không biết tại sao nó, bởi vì nó cực kỳ khủng khiếp. Cả mấy lầu lận mà toàn truyện tranh thôi. Và có những quán cà phê internet thì các bạn có thể ngồi đó, các bạn có thể đọc và uống nước. Và giống như có những bạn gọi là cùng truyện tranh chẳng hạn, thì các bạn ở lì trong nó cả mấy ngày, các bạn có thể cày hết cả một bộ truyện. Ngoài ra thì đây là theo bạn, các bạn thì người Nhật họ có nhậu nhiều không? Có tiệc tùng nhiều không? Có. Các bạn nào muốn trả lời không? Các bạn cứ nhau luôn đi. Thằng thử trả lời xem ạ. Em. Thôi bạn không có. Không biết là mọi người ví dụ như mà không muốn nói thì cũng có thể gõ được. Cái câu hỏi của anh Cường đặt ra là các bạn nghĩ là người Nhật rồi có tiệc tùng với cả nhậu nhạt nhiều như người Việt Nam mình không, hoặc là hoặc là có nhiều hơn người Việt Nam mình không? Rồi thì các bạn, thực sự thì người Nhật cũng tiệc tùng và nhậu rất là nhiều. Đó là đặc biệt là sau những buổi mà đi làm hoặc là cuối tuần ấy, hoặc là sau những buổi
thường là đặc biệt tối thứ sáu thì trên tàu điện rất là nhiều người xỉn, rất là nhiều người nhậu say. Rồi tiếp theo mình xin giới thiệu về một thứ rất đặc biệt, đó là mình nghĩ là đồng phục của các bạn học sinh Nhật. Các bạn nữ sinh và các bạn nam sinh ở Nhật thì rất tự hào về đồng phục của họ vì nó có một truyền thống rất là lâu đời, các bạn mặc rất là đẹp. Và hình này là hình hồi tuần trước mình có đi tham gia giao lưu trà đạo với một trường nữ sinh, tức là trường này toàn các bạn nữ Nhật, mình có chụp hình chung với các bạn. Còn hình ở bên dưới thì các bạn chắc là nếu bạn nào mà tìm hiểu về Nhật thì bạn sẽ biết bác này rất là nổi tiếng, chuyên mặc đồ nữ sinh Nhật và đi khắp thế giới. Ngoài ra thì nét đồng phục của Nhật đã ăn sâu vào tiềm thức của người Nhật, tức là ngoài chuyện học sinh các bạn mặc đồng phục ra thì sau khi đi làm các bạn đi phỏng vấn cũng vậy, luôn luôn phải có một nguyên tắc, đó là mặc vest màu đen, hai cúc, cà vạt màu tối, áo sơ mi màu sáng, đeo chiếc cặp, cầm một chiếc cặp màu đen, có thể không có một cái gì hết trong đó cũng được nhưng mà phải đúng với công thức như vậy. Và đó là phong cách Nhật. Và một điều tiếp theo đó là văn hóa về tàu, tức là ở Nhật thì gần như là các bạn phải đi tàu hàng ngày luôn, ví dụ mình cũng vậy, mình đi học hàng ngày luôn. Và các bạn làm sao để đúng giờ này, các bạn làm sao để mà trên tàu đông đúc, các bạn không cảm giác như là bạn bị nhồi nhét vậy mà bạn vẫn có thể không đụng chạm người khác, hay là bạn vẫn giữ là một người lịch sự trong một cái môi trường mà đông đúc như vậy được. Thời tiết ở Nhật thì như thế nào? Thời tiết ở Nhật thì phân biệt rất là rõ bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân là mùa của hoa anh đào, mùa của cảnh sắc rất là tươi đẹp. Mùa hè thì các bạn có thể mặc đồ như Việt Nam, như Hà Nội tầm tháng 7, tháng 8, và Sài Gòn tầm tháng 9 luôn. Mùa thu ở Nhật thì cực kỳ nổi tiếng về lá vàng, lá đỏ. Còn mùa đông thì ở một số thành phố thì nổi tiếng về tuyết. Còn ở Tokyo thì khí hậu ấm hơn, thì một năm chỉ còn 1-2 lần tuyết thôi, nhưng mà nhiệt độ trung bình thì vẫn khoảng thấp, khoảng từ 2-5 độ C, và cao điểm lạnh thì vào khoảng giữa tháng 1. Và về giáo dục của Nhật thì đều có 3 cấp học như Việt Nam. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cấp 1 là 5 năm, cấp 2 là 4 năm, cấp 3 là 3 năm. Thì ở Nhật khác, ở Nhật ấy, thì cấp tiểu học là 6 năm, cấp trung học 3 năm và cấp phổ thông là 3 năm. Và ở Nhật thì tiểu học không có điểm số để thi cử như Việt Nam mình. Họ không có điểm số để đánh giá, là ví dụ như ở mình có thể là cấp 1 đã có 9-10, 10 cộng, 10 trừ gì đó rồi. Nhưng mà ở Nhật thì cấp 1 không có điểm gì hết, chỉ học để tiếp thu thôi. Mình rất là đặc sắc, tức là ở mẫu giáo và tiểu học ấy thì hàng tuần hoặc trong tuần cũng vậy, có rất là nhiều những đoàn học sinh, tức là các cô sẽ dẫn các bạn học sinh cấp 1 này đi thành một đạn, một dòng, một hàng ở ngoài đường ấy, và chỉ cho các bạn biết là cái này là cây hoa này, cái này là cái đèn đỏ này, cái này là xanh này, đèn vàng này. Và rất là vui như vậy, đi thực tế. Sau khi học cấp 3 xong thì các bạn sẽ có 3 con đường, là các bạn sẽ học vào trường nghề, học trường kỹ thuật, học lên đại học, học lên cao đẳng chuyên. Thật ra thì cái nhóm học ở các trường nghề ở Nhật cũng rất là lớn, tức là nhiều gia đình thì họ không có điều kiện học đại học, thì các bạn sẽ lựa chọn là sẽ học một trường nghề 6 tháng hoặc 1 năm gì đó, và sau đó các bạn đi làm và sau đó thì quay lại học đại học sau. Vậy thì để tới Nhật được thì có rất là nhiều con đường. Và mình theo mình thì một số điều mà các bạn nên làm, đây cũng là một trong những cái thứ mà mình đã chia sẻ với các bạn sinh viên ở trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh năm ngoái. Đầu tiên thì chúng ta hãy là một người chăm chỉ và đúng giờ. Người Nhật thì họ rất là dị ứng với chuyện trễ giờ hoặc lười biếng. Tiếp theo là các bạn hãy tăng cường học ngoại ngữ. Các bạn ngoại ngữ là sao? Là ngôn ngữ bên ngoài, tức là ngoài tiếng Nhật, ngoài tiếng Việt ra bạn có thể học tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung gì đó. Tiếp theo hãy tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Người à. Các hoạt động ngoại khóa này sẽ giúp các bạn học được rất là nhiều thứ về kỹ năng mềm. Và đây là những thứ mà gần như sách vở hay trong trường học không bao giờ dạy các bạn được, chỉ bằng việc trực tiếp các bạn tham gia một hoạt động ngoại khóa nào đó. Tiếp tục là tìm một công việc làm thêm. Cái này thì có khi là không phổ biến ở Việt Nam lắm, tuy nhiên nếu mà được thì các bạn thử làm thêm. Nếu các bạn đi dạy thêm nè, các bạn thử đi phục vụ quán ăn chẳng hạn, rồi các bạn thử bán một cái gì đó trên mạng cũng được. Tức là khi bạn trực tiếp làm một công việc làm thêm thì bạn sẽ có thu nhập và bạn sẽ biết quý trọng đồng tiền hơn. Thật ra không ai làm, bạn không làm cái gì thì không ai trả cho bạn, dù chỉ một đồng nhỏ, đặc biệt ở nước ngoài. Không bao giờ họ cho, không làm họ cho tiền, nó không bao giờ có chuyện đó. Và tiếp theo là hãy tập thể dục thể thao thường xuyên.
ở Nhật đấy thì một học sinh từ cấp 1 tới cấp 3 các bạn phải biết nhất chơi được một loại nhạc cụ và chơi được một môn thể thao. Có rất là nhiều môn thể thao hoặc là nhạc cụ, nhưng các bạn sàng lọc và chọn một cái môn là phù hợp nhất với mình, và các bạn Nhật chơi rất là tốt một loại nào đó. Và ngoài chuyện đó, ngoài chuyện thể dục thể thao ra thì còn giúp chúng ta cải thiện về sức khỏe nữa. Không có sức khỏe thực sự không làm cái gì hết. Các bạn không nên chơi game quá nhiều. Cái này thì các bạn làm nhiều hơn, tức là các bạn xa lầy đồ game, các bạn sống ảo nhiều quá thì lãng phí về sức khỏe, tiền bạc, công sức của mình. Hãy đọc nhiều sách. Tất cả những vĩ nhân hay những người tài giỏi trên thế giới này thì đều đọc những sách, và họ đọc một cách kinh khủng đó đằng khác. Và hãy đặt ra mục tiêu cho mình đọc sách, có thể là tính một ngày, tính một tuần, tính một tháng gì đó, và hãy chọn những cuốn sách nào mình thích nhất. Có thể là bạn có thể tìm bằng cách là chọn những mục bán chạy trên các gian hàng online, hoặc là bạn nhờ ai đó giới thiệu, bạn bè của bạn giới thiệu, và hãy xách ba lô lên và đi. Tức là hãy đi du lịch. Du lịch ở sao? Không cần nhất thiết là các bạn phải đi ra nước ngoài gọi là du lịch. Các bạn đi ra một thành phố khác, các bạn đi ra một vùng đất khác ngoài cái nơi mà hàng ngày bạn học, bạn ở ấy, cũng ở du lịch rồi. Và người ta nói rằng là khi mà bạn tới một vùng đất khác ấy, cho dù bạn không làm gì đi chăng nữa thì bạn cũng học được rất nhiều thứ. Bởi vì sao? Bởi vì bạn rõ ràng bạn đang ở một môi trường mới, một môi trường hoàn toàn lạ với môi trường của mình, thì bạn sẽ học được các thứ mới thôi. Đây thì mình xin được giới thiệu qua về một số học bổng về, hoặc là những con đường mà các bạn có thể tới Nhật. Thì học bổng nhà nước thì có rất là nhiều học bổng của các của Bộ Giáo dục hay là của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì họ sẽ những đề án và gửi cán bộ, gửi sinh viên đến học tập. Ngoài ra thì học bổng chính phủ Nhật là học bổng MES, học bổng với Quỹ Phát triển Nguồn Nhân lực Tokyo. Các thành phố lớn ở Nhật thì họ đều có những cái quỹ này. Ngoài ra thì có một chương trình trao đổi ngắn hạn gọi là chương trình trao đổi cho học sinh Sakura. Đây là một chương trình trao đổi khoảng, mình đã không nhận là tuần hay 10 ngày gì đấy. Thì các bạn sẽ được apply và sau đó thì xong những vòng accept thì họ sẽ trả toàn bộ chi phí cho mình để đi tham gia chương trình này. Ngoài ra thì các tập đoàn lớn của Nhật thì họ đều có một cái quỹ, và họ những quỹ này thì họ nhằm tìm kiếm và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tập đoàn. Thì các học bổng này số tiền lớn nhưng cạnh tranh, và thường thường thì thông tin thì không được public, không được phổ biến rộng rãi lắm. Ngoài ra thì còn có những học bổng bán phần hoặc là tự túc. Tự túc thì cũng rất là nhiều bạn tới nước ngoài Nhật bằng con đường tự túc. Các bạn sẽ đi học và bạn đi làm thêm thì sẽ hơi cùng một chút, nhưng mà đó cũng là một con đường tới Nhật. Ngoài ra thì các bạn Việt Nam tới Nhật thì có thể làm tu nghiệp sinh. Các bạn tới đây để học trực tuyến. Các bạn có thể là kỹ sư phần mềm, tại vì Nhật có nhu cầu rất là cao về kỹ sư phần mềm, hoặc là kỹ sư cơ khí, kỹ sư ngành kỹ thuật. Hoặc là các bạn Việt Nam tới đây, tức là một công ty ở Nhật, một công ty ở Nhật họ sắp ở Việt Nam ấy, họ là ở Việt Nam thì họ cần những con người Việt Nam để am hiểu thị trường, và sau đó thì họ sẽ thuê người Việt mình và làm đại diện văn phòng của họ tại Việt Nam, và thì có được hai chiều như vậy. Phần cuối thì mình chia sẻ một chút về kinh nghiệm bản thân. Đây là những thứ mà mình không gọi là quá gì cao siêu hết, nhưng mà nó là những điều từ bên trong lòng của mình muốn chia sẻ với những người cùng chí hướng. Và chúng ta là những con người đang cùng chí hướng với nhau, gọi là cùng hội cùng thuyền. Thì đầu tiên là hãy nghiêm khắc với bản thân mình. Đây là một điều cực kỳ, thực sự nếu như ai mà đã làm được điều này thì gần như họ sẽ thành công. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là bản thân của chúng ta. Các bạn đặt ra mục tiêu nhưng các bạn không làm được, bởi vì sao? Bởi vì các bạn không kiên định với mục tiêu đó, các bạn không nghiêm khắc với bản thân mình. Bạn muốn học tiếng Anh, bạn muốn học giỏi, bạn đặt ra mục tiêu ngày học bao nhiêu tiếng, bạn đặt ra mục tiêu thức dậy lúc mấy giờ, nhưng mà bạn dạy dãi bản thân mình quá, bạn thức khuya rồi bạn dậy trễ, bạn không học gì hết. Và thực sự thì hãy nghiêm khắc với bản thân mình, đặt ra một mục tiêu gì đó và hãy làm. Đối với mình thì mình mỗi ngày mình đều dùng một cuốn sổ. Trong cuốn sổ này ấy, thì mỗi ngày mình viết một trang. Mình đánh số ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, thứ mấy, và những việc cần làm. Trước khi đi ngủ ấy, thì mình sẽ list, mình sẽ ghi vào ngày mới, những việc cần làm của ngày mới. Và sau khi cuối ngày ấy, thì mình sẽ tích lại xem là những việc nào mình đã làm rồi. Và mình dành một cái tỷ lệ là ví dụ như là ngày 19 tháng 2 đi. Mình xét là 18 cái list to do, tức là ngày hôm đó lẽ ra là mình phải làm được 18 điều. Tuy nhiên thì tới cuối ngày ấy, thì mình check lại thì mình chỉ được làm 9 trên 12 điều thôi. Và đây thực sự là một ngày không tốt, tức là mình đã không nghiêm khắc bản thân mình. Rồi, chúng ta hay có ước mơ, mục tiêu và kiên định với điều đó. Nếu như các bạn làm mà các bạn không biết mình làm để làm gì,
các bạn làm mà các bạn không biết mình tại sao mình phải làm nó, thì thực sự nó giống như là bạn đi vào một con, bạn đi vào một cái mê cung vậy. Như vậy là hãy xác định mình sẽ làm gì và là để làm gì. Trong chuyện này không chỉ về trong nghề nghiệp, trong cuộc sống mà thậm chí trong tình yêu cũng vậy. Các bạn có một mối quan hệ, các bạn không biết mối quan hệ đó sẽ đi về đâu. Các bạn quen nhau để làm gì? Quen nhau để vui đùa hay là quen nhau để vui vẻ vậy thôi. Thì đừng nên làm những điều vô bổ đó. Mình không phải là một con người thực dụng, tuy nhiên thì làm một cái gì đó thì hãy có mục tiêu và đó là một cái hướng để mình hướng tới vậy. Nhưng tại sao ở ngoài biển thì cần có những loại hải đăng? Những con tàu bị lạc đường ngoài biển chẳng hạn, thì họ cần một cái nguồn, một cái phương hướng để họ nhìn tới, đó là ngọn hải đăng. Và một cái mục tiêu, những ước mơ của mình sẽ dẫn đường, chính là ngọn hải đăng của bản thân chúng ta. Và tiếp theo thì bạn sinh ra không phải là để làm vừa lòng tất cả mọi người. Nếu như bạn được tất cả mọi người yêu mến, wow, đó là một chuyện rất là perfect, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà nghĩ không nhiều những người mà được tất cả mọi người như vậy. Và đôi khi á, tại sao mình lại nói như vậy? Bạn sinh ra không phải để làm tất cả, không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Ví dụ như bạn muốn trở thành một người giỏi, bạn muốn trở thành một người thành đạt, bạn phải bỏ công sức cho nó, bạn phải học tập nó, bạn phải làm việc. Thì đôi khi bạn sẽ phải từ chối một vài cuộc vui nào đấy, bạn sẽ phải hy sinh những cái nhỏ nhỏ. Bạn có thể là cuối tuần này mình không thể đi chơi được, mình phải về học bài rồi, mình không thể đi nhậu được, kiểu kiểu vậy. Và đôi khi sẽ có những người không thích mình. Tuy nhiên thì cũng đừng được quá bận tâm về chuyện đó. Bạn sinh ra, bạn chỉ cần có một số người quan trọng với bạn, yêu thương bạn, quý mến bạn là được. Không cần phải làm hoa hậu thân thiện để mà ai cũng có thể yêu thương bạn. Rồi điều cuối cùng mà điều mình cũng đang làm và mình mong rất các bạn có thể làm được, đó là hãy ăn món bạn thích, làm việc bạn thực sự đam mê và yêu người bạn thực sự bạn yêu. Cái nghe thì có vẻ đơn giản thôi nhưng mà nó rất là phức tạp đấy ạ. Ăn món bạn thích thì có thể là ok thôi. Bạn thích món nào thì bạn có thể tự làm hoặc là ra tiệm bạn mua thôi. Làm việc bạn đam mê thì đây là một điều cũng bắt đầu lên level khó hơn rồi. Bạn sẽ bị ràng buộc trong các mối quan hệ về cơm áo gạo tiền. Bạn thích một công việc này, tuy nhiên công việc đó lương rất là thấp, không đủ để nuôi sống bạn, không đủ để nuôi sống gia đình bạn. Thì bạn sẽ phải làm một thời gian nhưng mà bạn sẽ không làm bằng đam mê của mình rồi bạn sẽ mệt mỏi và sớm muộn bạn cũng từ bỏ. Và cuối cùng là hãy yêu người bạn thực sự yêu. Các bạn nào tới bây giờ vẫn chưa bao giờ có mối tình đầu không? Các bạn nào muốn trả lời không ha? Bạn nào chưa yêu thì giơ tay lên để anh Cường làm biết. Các bạn có thể trả lời cũng được. Cười đấy, không biết là bạn nào có bạn có một bạn trai chưa? Bạn Linh đấy thì là vẫn chưa có bạn trai, hay không biết bạn Linh đơn thứ hai con trai hay là con gái đấy. Chị mình có nói với mình một câu là trong cuộc đời của em ấy, thì em sẽ gặp rất là nhiều người, em sẽ thích cũng khá người đấy, em cũng sẽ yêu một vài người, nhưng mà thực sự thì con người yêu cuối cùng của em thì chỉ là một người thôi, và vợ của em thì có thể là một, nhiều lắm thì xui xẻo lắm thì có thể là hai. Vâng, ở trên là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay về trường Đại học Thủ đô Tokyo, về bản thân mình và một vài kinh nghiệm của bản thân. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mình cảm ơn rất nhiều cái phần chia sẻ của bạn Cương nha. Rất là chi tiết. Từ cái lúc mà ngồi trên xe buýt, rồi là lên Facebook, rồi là lên gõ trên cái thông tin chia sẻ như thế. Thế để vào cái phần tiếp theo là cái phần câu hỏi trả lời ấy. Thì mình sẽ bắt đầu bằng cái câu hỏi từ bạn Tép. Không biết là bạn Tép thì là bạn tên thật, chắc có lẽ là tên còn nickname rồi đúng không? Thì bạn Tép thì bạn hỏi là anh Cường đã làm thêm công việc nào chưa ạ? Ok. Ở Nhật thì mình có làm thêm. Công việc của mình là mình làm thêm cho một công ty về phần mềm cơ khí. Thì những lúc mà nó rất là tốt bởi vì nó liên quan đến chuyên ngành của mình, thì mình có làm về phần test hoặc là mình hỗ trợ ví dụ như những lúc những công ty sẽ bị overload, tức là quá nhiều công việc vậy, và thì họ cần thêm những người làm part time, những người làm bán thời gian để chia sẻ, để làm bớt phần việc của họ, thì mình làm kỹ sư bán thời gian tại một công ty về phần mềm cơ khí. Ngoài ra thì thỉnh thoảng thì
không nhiều lắm. Tuy nhiên thì mình có kiểu như là mình có đi dịch, mình có thể dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho một số đối tác của mình ở Việt Nam. Tuy nhiên thì việc này khá là mất nhiều thời gian nên mình ít khi làm. Ok, mình cảm ơn Cường rất là nhiều. Và có một bạn Phương Thảo, Chinese ở trên Facebook Live, bạn có hỏi là nếu có bằng đại học khoa kế toán ở Việt Nam thì có thể xin được việc ở Nhật có dễ dàng không? Và cái thứ hai, cộng vào câu thứ hai bạn hỏi là mình dự định 4 năm nữa sẽ đi Nhật, liệu đến lúc đó có phải là tiếng Nhật không còn hot như bây giờ không? Đấy là hai câu hỏi từ bạn Phương Thảo Chinese ở trên Facebook Live. Đầu tiên thì câu hỏi của bạn là về học ngành kế toán và hội nghiệp ở Nhật. Thật ra nếu mình xin được chia sẻ một cách khách quan luôn, tức là giữa ngành kỹ thuật và ngành kinh tế thì cơ hội nghề nghiệp của ngành kỹ thuật cao hơn rất là nhiều so với cơ hội ngành kinh tế ở Nhật. Vì ở Nhật thì họ đang thiếu về nguồn lực kỹ thuật. Tuy nhiên thì nói như vậy cũng không hẳn là bạn không có cơ hội, mà bạn hãy học tiếng Nhật và bạn hãy có một thời gian làm cho một công ty Nhật nào đó ở Việt Nam trước đi, sau khi tốt nghiệp. Và đó là những bước đầu tiên để bạn tìm hiểu. Khi bạn làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam ấy, thì ngoài chuyện bạn được tiếp xúc môi trường Nhật ra thì nhiều khi ấy, công ty Nhật đó sẽ gửi bạn qua Nhật làm thời gian. Và từ đó thì bạn sẽ có một cách qua Nhật. Sau một thời gian đó thì bạn sẽ có thể tự mình tìm hiểu được các công ty ở Nhật đang có nhu cầu tuyển người. Và mình đó là nghĩ đó là một con đường rất là tươi sáng. Và cái thứ hai là bạn hỏi rằng là 4 năm nữa tiếng Nhật còn khó hay không. Theo mình nghĩ tiếng Nhật nó là một ngữ rất đặc thù, nó không phải như tiếng Anh hay là không phải như tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp, mà chúng ta có thể nói là hot hay không hot. Bởi vì thực sự tiếng Nhật chỉ dùng ở Nhật. Còn tiếng Anh thì có thể rất là nhiều nơi, tiếng Pháp rất là nhiều nơi, tiếng Tây Ban Nha rất là nhiều nơi, nhưng tiếng Nhật nó luôn luôn chỉ có ở Nhật. Và những nước muốn làm việc với Nhật thì học tiếng Nhật. Những nước đó là sao? Những nước đó là những nước đang phát triển, tức là những nước ở mức thấp hơn của Nhật thì họ phải học tiếng Nhật để họ làm ăn với Nhật. Và trong một quan hệ mà Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng nồng ấm và đi lên như thế này, có rất nhiều công ty Nhật đã chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam, set up nhà máy ở Việt Nam, và số lượng du học sinh tại Nhật đang tăng lên. Thì mình nghĩ rằng trong thời gian tới, 5 năm, 10 năm tới thì bạn có tiếng Nhật vẫn luôn luôn là một lợi thế. Và nếu theo mình nghĩ của bạn là mình khẳng định là bạn còn khó. Ok, Hằng ơi, em có thể hỏi anh Cường không? Bên em có ồn quá không anh? Có bị ồn quá không anh? Không, ok. Sao? Em muốn hỏi anh Cường là trong cái quá trình mà anh học tập và sinh sống tại Nhật Bản ấy ạ, thì cái khó khăn lớn nhất của anh là gì ạ? Đầu tiên ấy, là mình, mặc dù mình đã chuẩn bị và được tìm hiểu kỹ về văn hóa Nhật rồi, nhưng mình vẫn hơi bị sốc. Các bạn nghe về người Nhật chăm chỉ đúng không? Nghe nhiều rồi, nhưng mà thực sự họ chăm như thế nào thì mình xin kể như sau. Ở bên này thì không lịch học và lịch làm việc thì bắt đầu từ 9 giờ sáng, không phân biệt là mùa đông, mùa xuân, mùa hè gì hết. Không phải như Việt Nam mình là 7 giờ, thì 9 giờ sáng. 9 giờ sáng rồi anh? Ừ, 9 giờ sáng. Và thường kết thúc giờ công sở là khoảng 6 giờ. Tuy nhiên thì mình khẳng định là 90% là không ai về lúc 6 giờ hết. Và họ thường làm tới 9 giờ, 10 giờ bình thường. Các bạn ở trong phòng thí nghiệm của mình là những bạn Nhật. Các bạn đó tới phòng thí nghiệm vào lúc 9 giờ sáng và các bạn thường về vào lúc 10 giờ đêm. Và thầy của mình cũng vậy. Thầy của mình cũng tới trường vào lúc 8 rưỡi sáng và về vào lúc khoảng 10, 11 giờ. Và họ cực kỳ trong luôn. Và mình hơi bị sốc với chuyện đó. Lúc đầu mình hơi bị ngộp. Cái thứ hai là về ngôn ngữ. Nếu như ở thành phố lớn như Tokyo hay là Osaka hay là Yokohama thì nhiều khi thì các bảng hiệu có thể là có tiếng Anh và tiếng Nhật thì ok. Tuy nhiên có một số lần hồi mới qua mình đi tới một số thành phố local, một số thành phố nhỏ nhỏ thì gần như tiếng Nhật không mà. Nên là các bạn hãy chuẩn bị hành trang một cái background, một cái nền về ngoại ngữ, về tiếng Nhật tốt để không bị sốc và dễ dàng hơn trong đời sống hàng ngày như vậy. Em cảm ơn anh. Cảm
Cảm ơn Hằng đã hỏi. Cường, còn bạn Thanh, Ngọc Thanh, em có câu hỏi cho bạn anh Cường đúng không? Không biết Ngọc Thanh đâu. Ngọc Thanh là cái bạn mà không nói được ý. À ha, ok. Ngọc Thanh hỏi một câu là cho em hỏi ngành tâm lý ở Nhật có tốt không ạ? Ok. Câu hỏi này rất tình cờ, tức là mình có quen một người Anh. Người Anh này học ở Nhật về chuyên ngành tâm lý xã hội. Và đây là thực sự thì về bản thân ở Việt Nam cũng vậy thôi, thì ngành này là một ngành rất đặc thù, tức là họ nhiều khi họ không có tuyển dụng quá nhiều. Tuy nhiên thì cái người Anh mà mình biết á, thì bây giờ anh ấy đang làm về văn phòng nhân sự, về bộ phận nhân sự của một tập đoàn của Nhật. Và công việc của anh là anh ấy đi tư vấn cho nhân viên của công ty đó, bởi vì có rất là nhiều nhân viên ở công ty Nhật thì họ làm nhiều việc và họ bị stress. Và những bộ phận này, anh này học về chuyên ngành tâm lý và anh có nhiệm vụ là những nhân viên của công ty đó ai mà bị stress thì sẽ đăng ký ngày và nói chuyện với anh này để anh này giải quyết và chia sẻ và tư vấn cho họ. Thì mình nghĩ ngành này thì cái cơ hội nghề nghiệp nó sẽ hơi bị hẹp. Tuy nhiên thì nó vẫn có ở Nhật, nó vẫn có nhiều cơ hội ở Nhật. Tuy nhiên thì nó không rộng bằng những ngành khác. Và ngành tâm lý thường thì các bạn sẽ làm, nhưng mình thấy nhiều mình lớn làm về nhân sự nhiều hơn. Ở Việt Nam cũng vậy, Nhật cũng vậy. Không biết còn bạn nào muốn hỏi Cường nữa nhỉ? Trong khi các bạn chờ hỏi thì tức là trong khi các bạn nghĩ câu hỏi mà mình hỏi Cường thế này. Lúc Cường có chia sẻ là cái hệ thống giáo dục đào tạo của Nhật ấy, và đặc biệt từ lớp 1 cho đến lớp 5 là không có kỳ thi. Đúng rồi. Thì nếu không có điểm số thì đúng không? Tức là không có cái điểm số nào cả. Nếu mà Cường là ví dụ như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam ấy, thì Cường có dám, tức là Cường nghĩ gì về cái phong cách dạy này, và cái có nghĩ rằng là Việt Nam mình có nên áp dụng này không? Và nếu như mà áp dụng thì sẽ có một cái gọi là biến chuyển nào đấy không? Ok. Thì đầu tiên ấy, mình nghĩ rằng nếu như mình muốn cấp 1 của mình không thi, không có điểm số ấy, thì cấp 2, cấp 3 của mình cũng phải thay đổi. Chứ không thể là cấp 1 bây giờ mình bỏ thi đi nhưng cấp 2, cấp 3 mình theo cái chương trình cũ là không được. Đó là một hệ thống. Bởi vì sao? Bởi vì cấp 1 nó là nền tảng. Nó là nền tảng cho cấp 2 và cấp 3. Và để thay đổi chuyện này á, mình nhiều khi mình cũng rất là chăn trở về cái giáo dục của Việt Nam mình. Thậm chí là tới bây giờ sau quá nhiều lần mà Bộ Giáo dục thay đổi về phương thức thi đại học ấy, mình không bây giờ mình không cập nhật được nữa rồi. Mình không biết là tháng 7 tháng 8 tới là các bạn 12 sẽ thi kiểu gì hay là xét tuyển kiểu gì là mình đã không thể cập nhật được rồi. Bởi vì nó thay đổi rất là nhiều lần. Và nếu như mình có cơ hội mà mình thay đổi, như mình đóng góp hoặc là mình thay đổi nền giáo dục Việt Nam, thì mình muốn nền giáo dục Việt Nam của mình phải theo một đường lối rõ ràng. Và phải, tất nhiên phải đưa ra một cái lộ trình. Ví dụ như là cái kế hoạch A thì phải theo kế hoạch A đấy ít nhất là 5 năm. Bởi vì đào tạo về giáo dục, đào tạo về con người là một chuyện rất là lâu dài, không thể cứ một năm thay đổi một lần được. Một năm, hai năm không thể thấy được kết quả của những sự thay đổi đó, không thể thấy được thay đổi những kết quả đó. Phải 5 năm để mà thấy cái chương trình này, cái giáo dục thi một lần, thi hai lần này nó tốt hay không, rồi sau đó thì mới có thể là lựa chọn một phương án mới được hay không. Mình cũng chia sẻ luôn là ở Nhật ấy, thì các bạn vào đại học các bạn vẫn có 2 kỳ thi nha. Một kỳ thi chung đầu tiên thì giống như là thi tốt nghiệp ở Việt Nam mình. Thứ hai là mỗi trường thì họ sẽ có một cái vòng xét tuyển riêng. Còn sau đại học mà thạc sĩ hoặc tiến sĩ á, thì gần như là không phải thi mà họ sẽ phỏng vấn rồi viết bài luận thì cũng giống hơi phong cách của người Mỹ hay người châu Âu. Trong bài luận nó thì sẽ có 2 bài luận. Bài luận thứ nhất là kế hoạch học tập,
cái hoạt học tập, tức là bạn sẽ nói là bạn trong vòng học, bạn học thạc sĩ, học tiến sĩ thì bạn sẽ nghiên cứu cái gì, bạn làm được cái gì, thành quả của bạn là bao nhiêu bài báo khoa học quốc tế, thành quả của bạn là bao nhiêu hội nghị quốc tế, hội nghị trong nước. Và lần thứ hai là về tương lai của bạn là gì, mục tiêu của bạn sau khi tốt nghiệp là gì, kế hoạch 5 năm sau khi tốt nghiệp bạn sẽ là ai, 10 năm sau khi tốt nghiệp bạn sẽ như thế nào, bạn sẽ đóng góp gì cho Nhật Bản, bạn sẽ đóng góp gì trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và nước của bạn. Vậy đó. Ok, mình cảm ơn Cường rất là nhiều và bạn chia sẻ. Mình thì có một cái là bây giờ ví dụ như muốn đất nước phát triển được thì cái vấn đề hệ thống giáo dục đào tạo phải có một cái quy trình, gọi là có một kế hoạch cực kỳ rõ ràng, mà đặc biệt nhất là phải áp dụng từ lớp mẫu giáo. Chính xác. Đấy là cái nền tảng của mọi sự phát triển. Đó, bởi vì ví dụ như là học ví dụ học cấp học mẫu học cấp 1, cấp 2 rồi sau, ví dụ như là nếu như không biết được cái, gọi là không gọi là chưa chọn được cho mình một cái ngành cụ thể thì mình có thể là giống rồi có một cái gap year chẳng hạn đấy. Rồi ví dụ như bạn nào không có họ muốn học chuyên sâu về đại học thì cũng ví dụ như có các kiểu là ngành nghề thì để các bạn gọi là để đầu tư vào đấy, thì cái đấy là hy vọng là một tương lai không xa Việt Nam mình. Và mình đồng ý với Linh về cái này. Ngoài ra thì mình nghĩ rằng cái giáo dục ở Việt Nam mình nó không chỉ là một phía là từ cách, từ phương thức giáo dục từ bộ, mà cách thứ hai mà chúng ta cần phải thay đổi đó là tư duy của phụ huynh và học sinh. Bây giờ còn rất là nhiều cảnh ba mẹ đặt đâu con người đó, tức là ba mẹ chọn ngành cho con chứ không phải là con muốn chọn, con chọn ngành theo ý thích của con. Và tại sao lại như vậy? Không thể trách các em học sinh được, bởi vì các em không được giáo dục, không được hướng dẫn để mà tìm được cái ngành yêu thích. Và ở Nhật thì có một cái rất là hay, tức là bây giờ thì một số trường đại học ở Việt Nam vẫn có làm rồi nhưng mà chưa nhiều lắm. Thì ở Nhật ấy, tức là từ năm lớp 11 đến lớp 12 ấy, thì các em đã được đi tới tham quan các trường đại học rất là nhiều lần. Các em tới nghe trường đó giới thiệu về trường đó, rồi đi tham quan các phòng thí nghiệm, đi tham quan hồ bơi, tham quan sân vận động, đi tham quan cơ sở vật chất của trường. Và từ đó thì các em có nói chuyện với các bạn sinh viên đang học ở trường đấy, các em hình dung rõ hơn về cái ngành mà các em tính học sẽ như thế nào. Đó là một cái rất là hay. Và ở Việt Nam mình thì mình thấy là mình theo xu hướng nhiều quá. Tức là giống như là mình hồi cách đây một thời gian khá lâu thì mọi người đồn rằng học công nghệ thông tin sẽ hot, mọi người đồn rằng học ngân hàng sẽ lương cao, và tất cả mọi người đổ xô chạy theo một con đường như vậy. Và khi mọi người, quá nhiều người chạy về một hướng như vậy thì nó làm cho nó bị kẹt xe, bị kẹt đường vậy, nó nghẽn lại. Và đó là một điều không tốt. Ok, mình cảm ơn bạn đã chia sẻ câu hỏi. Chắc là mình sẽ còn tầm khoảng 3 câu hỏi nữa. Và câu hỏi mình đã có 2 câu hỏi từ bạn Hương với cả bạn Kiều Trang rồi, thì bạn thì bạn Kiều Trang có thể nói và hỏi thẳng anh Cường được không nhỉ? Dạ vâng ạ. Thì em muốn hỏi anh là kiểu tại em cũng đang tìm hiểu một số chương trình để em cũng đang học tiếng Nhật mà. Thì em đang học đại học thì em muốn thi ngành kinh doanh ở bên đại học Nhật ấy. Và em cũng không biết hiện tại là có nên sang Nhật học trường tiếng khoảng 1.5 năm, sau đó thì thi thẳng vào đại học Nhật, hay là, tại vì em cũng có hỏi nhiều ý kiến của các anh chị thì bảo là ở Việt Nam ấy, hiện tại thì cũng có rất là nhiều trung tâm ôn thi EJU kiểu để vừa tiết kiệm chi phí hơn, thì em muốn hỏi ý kiến của anh là như thế nào. Đầu tiên thì anh xin trả lời thẳng là theo anh thì em nên qua Nhật học tiếng trước rồi thi vào đại học Nhật sau. Anh đồng ý với em rằng chuyện em học tiếng Nhật ở Việt Nam thì chi phí rẻ rất là nhiều, thậm chí em cũng có thể thi được bằng cấp y hệt như Nhật luôn. Nhưng anh khẳng định một điều với em là kỹ năng nói và kỹ năng nghe của em thua xa rất nhiều lần nếu như em tới Nhật học. Và đặc biệt sau này con đường của em còn rất là dài và xa nữa, em còn học lên đại học nữa, em còn rất là những thứ kỹ năng nghe nói là những thứ không thể thiếu được đối với em. Vậy thì hãy, tức là em đã đầu tư rồi thì hãy đầu tư tới cùng, tức là hãy tới Nhật trước học trường tiếng, học tiếng để tiếp xúc với văn hóa Nhật, nghe, cải thiện kỹ năng nghe và nói của mình, và sau đó thì tạo thi ở đây và học đại học lên thì sẽ tốt hơn rất là nhiều lần, thực sự luôn. Kiểu
cái quá trình mà khi mới bắt đầu sang ấy, thực sự thì, kiểu em cũng đang kiểu chưa tưởng tượng được kiểu cái cuộc sống bên đấy như thế nào, kiểu như là khi mà sang đấy kiểu mình bắt đầu bị choáng ngợp các kiểu, có rất là nhiều những cái thông tin xong chính rồi xác, kiểu các trường hợp sau và thì đấy thì em không biết là cái cảm nhận của anh ấy cái thời gian đầu như thế nào để hòa nhập được với cuộc sống. Anh đồng ý với em là bây giờ chúng ta đang bị buộc vây trong một cái mớ hỗn độn về thông tin, rất là nhiều công ty về du học Nhật, rất là nhiều công ty anh gọi là những công ty buôn người đúng không, công ty buôn người. Anh thì anh may mắn hơn các bạn khác, tức là anh là học bổng và anh không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Tuy nhiên ấy, anh đã tiếp xúc và anh có rất là nhiều người bạn, các bạn sang đây để học trực tuyến, các bạn sang đây để tu nghiệp sinh để đi làm, và anh có một lời khuyên cho em, đó là em phải rất là cẩn thận khi mà em chọn một công ty nào đấy để mà đi học trực tuyến hoặc đi tu nghiệp sinh hay đi sang Nhật. Em phải tìm hiểu kỹ về họ, em phải tìm hiểu về một cách tốt nhất là ví dụ như họ nói rằng là họ đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực này rồi ấy, và em có thể tìm hiểu là những người mà đã từng được công ty đó làm dịch vụ qua Nhật ấy, em có thể nói chuyện với họ, nói chuyện với những bạn sinh viên đó để hiểu thực sự hơn. Và ở bên này thì đang có một vấn nạn cũng khá là nhức nhối, đó là rất là nhiều bạn ở Việt Nam ấy, thì đã nghe về một cái tương lai màu hồng ở Nhật, là nói là ở Nhật ấy, là có thể vừa đi học, là có thể vừa đi làm, lương rất là cao. Và như vậy là các bậc phụ huynh ở nhà, đặc biệt là một số vùng quê mà hoàn cảnh nó còn chưa tốt ấy, thì các bậc phụ huynh đã sẵn sàng bỏ ra một cục tiền. Họ không có đâu, nhưng họ đi vay mượn nợ lãi hay là vay nặng lãi gì đó, và họ bỏ ra một cục tiền khoảng 100 triệu, 200 triệu. Sau đó thì họ cho mấy bạn này qua Nhật và lại đi học trực tuyến, tại vì phải có visa đi học thì mới sang Nhật được. Và sau đó thì các bạn lại sang bên Nhật đi học, nhưng mà các bạn lại bỏ bê cái việc mục đích chính là đi học, các bạn lại phải đi làm thêm. Bởi vì sao? Bởi vì ở nhà đã mướn cho họ, đã vay mượn một cục tiền rồi, và hàng ngày thì tiền lãi vẫn sinh ra, và các bạn lại phải có nhiệm vụ là phải đi làm thêm và cải tiền và trả ngược lại cái phần kia. Và ngoài ra thì, và lúc đó thì cái việc các bạn sang đây đi học nó trở thành một cái trá hình, và chuyện này xảy ra rất là nhiều. Và từ cái việc mà các bạn sang bên này á, các bạn phải đi làm thêm, đi trả nợ như vậy, có rất là nhiều bạn bị ảnh hưởng đến sức khỏe là một. Có rất là nhiều bạn thì họ làm thêm nhưng mà họ bị đuổi việc và họ không có việc. Và sau đó thì họ túng thiếu, thì đã xảy ra những trường hợp là ăn trộm ở Nhật. Họ vào siêu thị, họ ăn trộm mà mỹ phẩm, ăn trộm mà quần áo, và nhiều trường hợp đã bị bắt và đuổi về nước. Và nó ảnh hưởng rất là nặng tới cái hình ảnh của Việt Nam mình ở Nhật. Nếu như các bạn có thể tìm hiểu thông tin thì cách đây khoảng vài năm ấy, Nhật Bản đã từng có một cái ý tưởng là họ sẽ miễn visa cho Việt Nam mình sang đây một tháng hay sang đây một thời gian nhất định, ở đó họ sẽ miễn visa. Tuy nhiên thì chúng ta đã bị tuột mất cơ hội đó, bởi vì hình ảnh của chúng ta không tốt trong mắt. Gần đây nhất các bạn thấy có một vụ là 30-40 người gì đó sang đảo Jeju của Hàn Quốc. Đảo Jeju của Hàn Quốc thì không cần xin visa trong vòng một tháng, nhưng mà sang tới đó thì trốn ra ngoài và làm lao động bất hợp pháp. Thì đó là những thứ mà mình nghĩ là Bộ Giáo dục Việt Nam hay là Cục Xuất nhập cảnh cần phải làm việc và kiểm tra lại các cái hệ thống công ty môi giới, các cái hệ thống môi giới, các công ty du học như vậy, để tránh những trường hợp lừa đảo, vừa làm ảnh hưởng tới bộ mặt của Việt Nam mình, mà vừa làm ảnh hưởng tới những bạn chân chính, những người học chân chính muốn sang Nhật để đi học. Hy vọng là câu trả lời của Cường sẽ làm giải đáp được phần nào bạn kiểu ra, đúng không? Và câu hỏi cuối cùng là bạn Dương Mộc Quỳnh. Cậu bạn ấy hỏi là: anh Cường ơi, em là học sinh ta, em mới bắt đầu học tiếng Nhật thời gian, và em có dự định sau này dọc Nhật. Ngành em mới học là ngành kinh tế, phê quản trị hoặc luật. Anh có thể đưa ra một vài lời khuyên để chọn trường nào mình có thể theo học và thi tiếng Nhật ở trình độ nào? Thì sang Nhật có học? Chắc cái này là câu hỏi thứ hai. Và tức là chọn trường nào để mình có thể học và thi tiếng Nhật ở trình độ nào? Đây là hình hơi ấy một tí. Thì câu hỏi thứ nhất là bạn ấy hỏi là chuyện ngành kinh tế đúng không? Và câu hỏi thứ hai nữa là chắc là phải chắc là cái chuẩn bị
cái vấn đề tiếng ngoại ngữ như thế nào để đỡ phải bỡ ngỡ lúc mà hòa nhập các đồng ấy. Ok, mình hiểu rồi. Thì đầu tiên câu hỏi thứ nhất là về chọn ngành kinh tế. Thật ra thì ở Nhật cũng rất là nhiều trường đại học công, trường đại học tư, trường đại học, có những trường đại học chỉ chuyên về một ngành thôi. Những trường đại học chuyên, có những trường đại học chuyên ngành kỹ thuật, có những trường đại học chuyên ngành kinh tế thôi. Thì bây giờ anh cũng không thể đưa ra một cái tên một trường đại học hay là một tên một cái trung tâm chính xác được, bởi vì nó rất là nhiều. Tuy nhiên ấy thì em nói là ngành kinh tế phải nói rõ hơn là nó rất là rộng. Ngành kinh tế thì em có thể làm xuất nhập khẩu, em có thể làm vận tải, em có thể làm marketing, em có thể làm quản trị, em có thể làm tiếp thị. Và em xác định càng nhỏ, cái ngành càng nhỏ mà em muốn theo học càng tốt ấy, thì em lựa chọn trường càng dễ. Em có thể lên trên mạng và tìm hiểu các trường, em có thể tìm các bảng xếp hạng các trường đại học. Các trường đại học mà về xếp hạng ấy, thì ngoài xếp hạng tổng ra nó còn có xếp hạng ngành nữa. Em có thể dùng những cái bộ lọc của nó và em tìm được những cái trường ở Nhật có xếp hạng cao về kinh tế, và từ đó thì em sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về những các trường đấy, về học phí của họ, về lịch tập học. Thì anh chia sẻ một chút là ở Nhật ấy, thì sẽ có hai học kỳ, gọi là học kỳ mùa xuân và học kỳ mùa thu. Học kỳ mùa xuân là thường thường 1 tháng 4 và học kỳ mùa thu là 1 tháng 10. Và đối với các bạn Nhật ấy, thì học kỳ chính là học kỳ vào mùa xuân, học kỳ tháng 4, và học kỳ phụ là học kỳ tháng 10. Học kỳ tháng 10 thì thường thường dành cho các bạn quốc tế, bởi vì giống như Việt Nam mình ấy, thì tháng 5, tháng 6 là mình kết thúc học kỳ đúng không? Thì tháng 9, tháng 10 mình tới Nhật thì đó là mình sẽ học vào học kỳ mùa thu. Câu hỏi thứ hai của em là hành trang về tiếng. Em đã hỏi một câu hỏi mà anh cũng muốn rất là nói về nó, tức là em chuẩn bị hành trang về tiếng càng tốt bao nhiêu ấy, thì cuộc sống của em và mọi thứ ở Nhật của em ấy, nó sẽ càng dễ dàng bấy nhiêu. Việc đầu tiên khi em bước tới sân bay Haneda, em sẽ không nghe người ta chào tiếng Anh đâu, em sẽ nghe người ta chào tiếng Nhật đấy. Và sau đó thì mọi thứ từ cuộc sống, em đi siêu thị, em đi tàu, em tiếp xúc với thầy cô, với bạn bè, tiếng Nhật của em càng rõ bao nhiêu ấy, thì em càng thân thiện đối với họ. Em nói một câu tiếng Anh, họ vẫn hiểu, họ vẫn giúp em được. Nhưng mà em nói một câu tiếng Nhật ấy, họ sẽ quý em gấp đôi. Họ sẽ nhiệt tình gấp đôi em hơn. Và cái đó là một cái tâm lý của người Nhật. Họ thích dùng những cái gì của Nhật, họ ủng hộ công ty của Nhật. Và với một người nước ngoài mà biết nói tiếng Nhật thì sao? Anh chia sẻ với em, anh có một cô bạn người Bồ Đào Nha. Bạn này học về chuyên ngành ngôn ngữ nên là bạn ấy rất là giỏi tiếng Nhật. Rồi bạn ấy cùng đi ăn, cùng đi chơi với anh và một số người bạn khác, đi tới những cái công viên nó bán đồ cũ ấy. Thì như tụi anh nhớ là tụi anh mua và tụi anh phải trả tiền. Nhưng vì bạn này bạn ấy có tiếng Nhật nên bạn ấy nói chuyện một hồi với người bán và họ tặng luôn, họ không lấy tiền nữa. Đây là chuyện có thật. Và đó cũng là một trong những động lực của anh để học tiếng Nhật và đi những cái chợ cũ như vậy. Bởi vì họ là những ở Nhật đấy, đồ cũ không phải là đồ hư. Mà ví dụ em mua một cái máy tính hoặc mua về một cái lò vi sóng, nhưng mà em hoặc cảm thấy em không muốn xài nữa, thì em sẽ mang cái đồ cũ em bán. Như vậy là đồ cũ là đồ mà họ không dùng nữa, chứ không phải là đồ hư hại hay đồ hỏng. Và hàng tuần ở Nhật thì những siêu thị, những công viên lớn ấy thì hay có hội chợ đồ cũ. Và họ đơn giản lắm, họ em có đồ, nhà em có xe đúng không, em chất đồ cũ lên cái xe rồi em chạy xe ra công viên, rồi em mở cái thùng xe đằng sau lên và bán thôi. Và mọi người tới đó và trao đổi bán đồ cũ. Thì em hãy cố gắng học tiếng Nhật, học càng giỏi càng tốt, thì mọi chuyện bắt đầu ở Nhật sẽ đơn giản hơn. Thì nói chung các ông các bà mình đã còn nói câu là nhập ra thì tùy tục, đúng không? Đúng rồi. Nên phải cố gắng lúc nào mà có cứ tiếng là thấy có một ngữ tiếng thì sẽ làm cho cái cuộc gọi là hành trình của mình để nó càng dễ hơn một tí, đúng không? Đúng rồi. Thì chắc là đấy là cái câu hỏi cuối cùng của mình hôm nay. Thì rất cảm ơn Cường đã chia sẻ. Không những là cái kinh nghiệm của bản thân của Cường, và đặc biệt nhất là những cái thông tin mà ngay cả mình cũng không biết về cái vấn đề cái làm cái học cấp một, cái tiểu học, rồi là ví dụ như học mẫu giáo như thế. Thì hy vọng rằng là các bạn hôm nay có 12 bạn khán giả ở đây thì sẽ học tập được một cái được những cái điều gì đấy, và có những cái bạn đang chuẩn bị đang chuẩn bị những cái hành trang cho cái để sang cái xứ sở mặt trời mọc thì sẽ được giúp đỡ một phần nào đấy.
Mình cảm ơn Cường rất là nhiều nhé. Cảm ơn Linh và cảm ơn tất cả các bạn. Thì các bạn sau này có câu hỏi gì thêm thì cứ nhắn tin cho mình thôi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Cường, cảm ơn anh. Chúc mọi người tuần mới nhìn mình vui nhé.